Rồi, anh Phi chào các bạn. Sáng nay anh Phi dọn hàng xong, dự định làm hai cái đơn hàng này, một phải đi đổ xăng các bạn. Những ngày này ở thành phố Hồ Chí Minh đổ xăng nó hơi cực, cho nên là anh Phi tranh thủ đi đổ xăng cái. Rồi xe đầy xăng cái đã rồi chúng ta tính tiếp. Rồi bây giờ thì có hai cái đơn hàng, một đơn thì anh Phi sẽ gửi về phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, đường Phạm Thế Hiển. Đường Phạm Thế Hiển này là xuất hiện trong một cái bài hát rất là nổi tiếng ngày xưa các bạn, ngày xưa chứ không phải bây giờ, là Xóm Đạo nha các bạn nhé. Còn bây giờ thì cái con này là con Vũ Thần Kiếm, anh Phi sẽ gửi về Diễn Châu, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Hai đơn hàng này đều là hai đơn hàng không đồng. Bởi vì sao? Không phải là được tặng đâu các bạn, mà là các bạn đã thanh toán rồi nhé. Có khả năng là các bạn thanh toán qua ngân hàng, hay là các bạn thanh toán qua Momo, các bạn thanh toán qua ví Shopee chẳng hạn. Có rất là nhiều thứ để chúng ta thanh toán trực tuyến qua các cái đơn hàng của mình. Thôi thì bây giờ anh Phi không nói về vấn đề thanh toán nữa, anh Phi cũng không nói nhiều. Anh Phi sẽ test hai cái đơn hàng này đây. Và cả hai các bạn đều chọn cái dòng giá của nhà cung cấp thứ hai là không quà tặng để giảm cái giá xuống nha các bạn nhé. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ sắp xếp để anh Phi làm từng con thôi. Các bạn, anh Phi sẽ sắp xếp làm con Vũ Thần Kiếm trước nha các bạn nhé. Cái con này thì ngày hôm qua anh Phi có review một con để gửi về Thái Nguyên hả? Thái Nguyên hả ta? Đúng rồi, gửi về Thái Nguyên. Cái cục hàng nó còn nằm phía sau lưng anh Phi đây. Mặc dù là anh Phi làm tối ngày hôm qua, nhưng cái câu chuyện á, là nhận hàng á, thì buổi tối làm cũng như buổi sáng này thôi các bạn. Bởi vì những cái anh shipper gom hàng á, thường là khoảng 5 giờ là các anh đã gom hàng xong rồi. Và anh đã sắp xếp hàng, anh đã sắp xếp để anh quay về kho rồi. Cho nên những cái đơn hàng mà phát sinh sau 3-4 giờ á, thì thông thường là các anh shipper anh không có thấy đơn. Cho nên tới sáng ngày hôm sau, trưa ngày hôm sau thì mấy anh mới nhận hàng. Còn anh Phi dán đây một cái QR code để làm gì? Để các bạn quét về với kênh YouTube Abo để các bạn xem những cái đoạn clip này. Là những cái đoạn vô của chính mình luôn nhé các bạn nhé. Bây giờ thì anh Phi khui nó ra thôi, rất là đơn giản. Đây là con Yoyo 1A, và theo sự đánh giá của anh Phi thì nó thuộc dòng không nhại dây khoảng 8/10. 8/10 là sao? Thì có khách ghé mua vài viên pin các bạn, anh Phi dừng lại, anh Phi thối tiền cho khách, các giờ anh Phi sẽ quay trở lại. Tại sao anh Phi đánh giá nó là 8/10? Thực tế không phải nó là 8/10 đâu các bạn. 8/10 là cảm nhận của anh Phi thôi, và anh diễn giải lại để các bạn dễ hiểu thôi. Nó vẫn là Yoyo dòng 1A không nhại dây, 1A kim loại không nhại dây của Audi. Và tại sao các bạn chơi một thời gian nó nhại dây thì anh Phi cũng xin giải thích với các bạn theo cách của anh Phi. Đó chính là dây của các bạn chơi một thời gian nó sẽ dơ, nó sẽ thấm nước, nó sẽ thấm muối, nó sẽ thấm mồ hôi, nó sẽ thấm bụi. Nó có rất là nhiều yếu tố để dẫn tới cái câu chuyện là cái sợi dây của các bạn nó dày hơn, rồi nó thô hơn, để nó dễ bắt cái bát hơn. Bát là gì thì một bây giờ thì anh Phi sẽ nong cái dây này ra, xong anh Phi sẽ ép cái này vô ha, ép cái này vô để anh Phi bắt đầu anh Phi test vô. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ quấn nha, giữ dây trên tay và quấn. Sau khi quấn được vài vòng, khoảng 5-7 vòng thì buông tay ra quấn tiếp. Nó sẽ lúc này nó cái dây nó cạ vô cái bát rồi, chúng ta sẽ quấn thoải mái. Rồi lúc này thì anh Phi chừa khoảng 2 tấc dây để anh Phi làm cái nút thắt trên tay. Móc vô ngón trỏ, kéo xuống ngón út, để trên ngón trỏ của tay còn lại, dùng ngón cái giữ lại. Và ở đây nó sẽ xuất hiện cái tư thế này, có một cái sợi dây nằm giữa các bạn thấy không? Nằm giữa và ở dưới nha, nằm giữa và ở dưới. Đó, rồi, anh Phi sẽ kéo qua là nó sẽ trở thành một cái nút thắt như thế này. Và bây giờ thì anh Phi test kỹ thuật con này thôi. Con này thì chơi thì tuyệt vời rồi các bạn, tuyệt vời so với cái dòng giá của nó. Tất nhiên là đi so với C3 Design, so với Yoyo Factory thì xin lỗi, không có thể so được các bạn nhé. Một cái con Yoyo tầm giá này thì không có thể nào so với C3 Design, không thể nào so với lại Yoyo Factory được. Và bây giờ thì anh Phi sẽ quăng nó ra ha. Đấy ha, rồi kỹ thuật lên dây cho 1A thì đơn giản lắm, hất nó lên nè, được chưa, hút nè ha. Cái tay này bỏ buông, cái tay này nè buông, còn cái tay còn lại hút nha. Đây, 2, 3, đó thấy không, hút là giật lên đó bạn, đó. Nó giật theo phương thức ngược chiều nha, nè đây, cái này buông cái này giật nè, cái này buông cái này giật nè, thấy không, đơn giản chưa. Nhiều khi mấy anh làm trên mạng mấy anh làm nhanh quá các bạn không thấy nè, buông giật nè, buông giật nè, thấy không, đó, anh phải giật không kịp nè, thấy không, giật không kịp là nó sẽ, nó không ăn, buông không nó cũng không ăn nè các bạn thấy không, buông không nè, anh phải buông không nó không ăn không, chúng ta sẽ phải giật nhẹ cái ha, để chi, để nó bắt cái bát. Còn cách thứ hai là này, đập vô kéo xuống ha, này để lên đây,
y chang như vậy ha. Đó là cách lên dây cho 1A cực kỳ đơn giản ha, và cực kỳ hiệu quả luôn. Còn cái cách lên dây ngang, lên dây dọc, lên dây xéo gì, các bạn chơi pro đi rồi các bạn hãy nói tới nó. Còn bây giờ thì chúng ta cầm để chúng ta chơi đơn giản thôi, nó là như vậy nhé. Rồi bây giờ thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Anh Phi sẽ chuyển qua không đóng hàng đây.